Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, cứ xây nhà năm 2022 sẽ được lộc trời cho, suốt đời giàu có, bình an. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, an cư lạc nghiệp là lời khuyên của ông bà ta từ rất nhiều đời trước và cho đến nay vẫn còn ẩn chứa nhiều giá trị sâu sắc. Một ngôi nhà tốt sẽ tạo nên hồng phúc, đem tới vận may cho gia chủ cùng các thành viên trong gia đình. Xét theo góc độ tâm linh, các yếu tố để tạo nên một ngôi nhà tốt bao gồm rất nhiều điều như cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý, cảnh quan xung quanh. Nhưng trong đó, quan trọng nhất vẫn là hướng nhà và tuổi của gia chủ. Đặc biệt đối với gia chủ tuổi Quý Hợi, với đặc điểm của cung mệnh là đại diện cho nhân tố đất, thì tầm quan trọng của hướng nhà lại càng nâng cao rõ rệt. Vậy các mệnh chủ tuổi Quý Hợi xây nhà năm 2022 Nhâm Dần sẽ như thế nào? Để phúc lộc dồi dào, càng ở lâu càng giàu có, tiền bạc ùn kéo tới, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây. Trong năm Nhâm Dần 2022, mệnh chủ tuổi Quý Hợi 1983 đã bước sang tuổi 40. May mắn năm nay mệnh chủ không bị phạm kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Xin chúc mừng tuổi Quý Hợi, mệnh chủ có thể tiến hành xây nhà một cách thuận lợi, không cần phải đi mượn tuổi để xây nhà. Những gia chủ tuổi Quý Hợi thuộc cung cấn mệnh thổ có 4 hướng tốt: Đông Bắc phục vị, Tây Bắc thiên y, Tây diên niên, Tây Nam sinh khí. Những hướng xấu với tuổi Quý Hợi bao gồm 4 hướng sau: hướng Nam họa hại, Đông Nam tuyệt mệnh, Đông lục sát, Bắc ngũ quỷ. Khi ở trong những ngôi nhà không hợp hướng, mệnh chủ tuổi Quý Hợi thường gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, gia đình nhiều khi bất hòa, cãi cọ, công việc gặp nhiều trắc trở, hay bị tiểu nhân hại lén, chọc gậy đánh xe, khiến con đường công danh sự nghiệp, tài lộc bấp bênh, cho dù có kiếm được tiền nhưng rồi cũng mất hết. Vậy nên để hóa giải những điều xấu do ở trong nhà không hợp hướng gây ra, gia chủ Quý Hợi cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà không hợp hướng. Treo gương trước cửa để hóa giải những hung tinh từ bên ngoài đi vào nhà, cũng như hóa giải những khí xấu do nhà không hợp hướng gây ra. Hơn nữa, gương được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy, Tâm linh Việt khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của gia chủ Quý Hợi. Vậy nên gương sẽ phát huy công năng tốt nhất, mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ tuổi Quý Hợi, những người trong gia đình. Quý vị thân mến, sau khi chọn được hướng nhà tốt, nhưng để biết hướng đó có xây được hay không, chúng ta phải xét đến yếu tố thiên khí, tức là những cát tinh và hung tinh ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đất. Quý vị định động thổ xây nhà, đất không được vận thì chọn năm khác xây. Vậy trong năm 2022 Nhâm Dần, những hướng nhà nào xây tốt, hướng nào được lộc trời cho, sâu sang phú quý trọn đời? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đáo đến. Sao Nhất Bạch là sao Tham Lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa Thu Tiến, mùa Đồng Vượng, mùa Xuân Tiết, mùa Hạ Tử, kẻ sĩ gặp nó ăn được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh, nếu nó đường vượng, hình thế loan đầu bên ngoài lại có thủy phóng quang, khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập, trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng có lợi cho tài văn chương, các công việc về văn, nếu suy sẽ bị bệnh về máu nghiện ngập, chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách nên đặt một tháp văn xương để kích vận, ngân sao Nhất Bạch, giúp đường quan vận và học hành của những người trong gia đình, hành thông may mắn. Bên cạnh đó, hướng Bắc là một trong 4 hướng xấu với mệnh chủ Quý Hợi, ở vào hướng này bị phạm vào cung ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó gây ra những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn, các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở hướng này do tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây ra nhiều mối nguy hiểm.
Vì vậy, để hóa giải hung họa do nhà bị phạm ngũ quỷ, mệnh chủ Quý Hợi cần treo trước cửa một chiếc gương bát quái tinh cầu gỗ đào để hóa giải những xung sát do nhà phạm hướng ngũ quỷ gây ra. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm ba sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tỳ hướng Ngọ bị phạm tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư, tam sát được giải thích làm ba dạng: tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai, dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài, phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát, tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để có thể được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Hướng Nam với những gia chủ tuổi Quý Hợi là hướng không hợp. Tuổi Quý Hợi ở hướng này sẽ bị phạm vào cung họa hại. Họa hại là sao Lộc Tồn thuộc hành thổ, một hung tinh gây nhiều hung khí, nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên mệnh chủ tuổi Quý Hợi cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những hung khí do nhà không hợp hướng gây ra. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm ba sơn giáp Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tận dậu hướng Mão bị phạm Mậu Kỷ đối thiên sát. Mậu Kỷ đối thiên sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng, liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để có thể được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Những gia chủ tuổi Quý Hợi ở nhà hướng Đông thì không được hướng, một trong những hướng xấu cần phải tránh, vì hướng này rơi vào cung lục sát. Lục sát là sao Văn Khúc, ngũ hành thực thủy, cung là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng, thị phi. Vì nên mệnh chủ hãy nhớ treo trước cửa một chiếc gương bắt quái tinh cầu gỗ đào, hóa giải nhà không hợp hướng, giúp gia chủ cùng những người trong gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc đủ đầy. Thứ tư là hướng Tây. Hướng Tây gồm ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp, có người chết trận, bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tài mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba, nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa, cần hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây, cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Hướng Diên Niên với tuổi Quý Hợi là hướng Tây. Diên Niên hay Phúc Đức, tự là do Vũ Khúc thuộc hành Kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính, kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần Phúc Đức. Đối với hướng Đông Trạch thì Phúc Đức cũng không được tốt, vì gặp tình huống Kim bị khắc chế nên lực khí tốt giảm đi rất nhiều. Thứ năm, hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm ba sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, sao Lục Bạch tài tinh đào đến hướng. Lục Bạch là sao Vũ Khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao Lục Bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc, chết trong binh đao, người nhà thường hóa vợ, có nhiều quả phụ. Lục Bạch gặp nhất Bạch là sinh xuất, nếu vượng quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Hướng Tây Bắc một trong bốn hướng tốt với mệnh chủ Quý Hợi. Khi ở hướng này, được hướng Thiên Y. Thiên Y là sao Cự Môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh, mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất,
vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Ở hướng này, sao thiên y sẽ phát huy tác dụng tốt nhất vì ngũ hành thuộc thổ. Thứ 6 là hướng đông bắc. Hướng đông bắc gồm 3 sơn sửu, cấn, dần, 22.5-67.5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa thân hướng dần bị phạm thái tuế, mậu kỷ, đô thiên. Tọa mùi hướng sửu bị phạm tam sát. Đây là 3 đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải, hoàn toàn miễn phí. Hướng đông bắc là hướng tốt với mệnh chủ Quý Hợi. Ở hướng này là hướng phục vị. Phục vị là sao phục bật. Thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh, mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, gặp khung tinh, mọi sự sa sút theo, sau này hợp với đông trạch hơn tây trạch. Thứ 7 là hướng đông nam. Hướng đông nam gồm 3 sơn thìn, tốn, tỵ, từ 112.5-157.5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng tỵ bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng tốn, tọa tuất hướng thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được tiến hành hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý, mang lại may mắn, bình an. Như chúng ta đã biết, ở trên là hướng đông nam là hướng không hợp với mệnh chủ Quý Hợi. Ở hướng này bị phạm hướng tiền mệnh, một trong 4 hướng xấu nhất. Tiền mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh, xấu nhất trong tam sao, gây ra tuyệt khí, tử khí, gây tai họa cho gia chủ. Hướng này gặp tuyệt mệnh càng nguy hiểm vì lại gặp tăng khắc về ngũ hành nên sự nguy hiểm ngày càng gia tăng. Vậy nên gia chủ cần treo gương bắt quái tinh cầu gỗ đào trước nhà để hóa giải. Cuối cùng là hướng tây nam. Hướng tây nam gồm 3 sơn mùi, khôn, thân, từ 202.5-247.5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa dần hướng thân bị phạm tuế phá, tọa sửu hướng mùi, phạm tam sát. Đây là 2 sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa cấn hướng khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Hướng sinh khí với tuổi Quý Hợi là hướng tây nam. Sinh khí là sao tham lang tinh, ngũ hành thuộc mộc, là các tinh mang lại may mắn. Sinh khí mà ở hướng đông tứ trạch được hợp trạch vì thuộc tính ngũ hành tương sinh đối với các hướng đó, giúp gia chủ nhà cửa thịnh vượng lên. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà, cách hóa giải phù hợp với gia chủ tuổi Quý Hợi năm nhâm dần 2022. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.